phụ nữ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay với 26,5% doanh nghiệp thuộc sở hữu của các nữ doanh nhân, vai trò của nữ doanh nhân trong nền kinh tế xã hội đang ngày càng được khẳng định và lan tỏa. Tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, các doanh nghiệp do nữ làm chủ ngày càng đa dạng về ngành nghề sản xuất, kinh doanh và doanh số, không ngừng lớn mạnh về chất lượng mà còn mở rộng địa bàn, quy mô hoạt động. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vừa qua, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ khởi nghiệp và những nữ doanh nhân khác. Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực cạnh tranh trên môi trường số cho doanh nghiệp nữ làm chủ tại Việt Nam, ESWB Việt Nam do chính phủ Hà Lan tài trợ, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công nhằm nâng cao năng lực và khuyến khích các doanh nhân nữ sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu một cách bài bản, có chiến lược và có kỹ năng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vừa qua, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt được mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, cho sự khởi nghiệp và cho các nữ doanh nhân khác. Cũng trong khuôn khổ của dự án toàn cầu, thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi Nữ doanh nhân với kế hoạch kinh doanh thành công nhằm nâng cao năng lực và khuyến khích các doanh nhân nữ sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu một cách bài bản, có chiến lược và có kỹ năng lập kế hoạch để tối ưu hóa hoạt động trên thực tế. Tôi cho rằng cuộc thi này, ngoài việc tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam có kế hoạch kinh doanh thành công xuất sắc, thì ý nghĩa sâu xa của nó chính là hướng đến những giá trị bền vững và nhân văn. Đó là sự truyền cảm hứng tích cực đến tất cả các chị em phụ nữ. Để khích lệ tinh thần làm việc sáng tạo của các nữ doanh nhân, bên cạnh tạo ra cơ chế chính sách thuận lợi, thì khơi dậy đam mê, khát vọng kinh doanh cho phụ nữ là rất cần thiết, nhằm tăng sức đóng góp của phụ nữ vào tăng trưởng kinh tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trên môi trường số cho doanh nghiệp nữ làm chủ tại Việt Nam, ESWB Việt Nam, đang triển khai tại 25 nước trên thế giới. Đến thời điểm hiện tại thì đã có 8 khóa học trực tuyến về sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu phương thức học trực tuyến tới các doanh nghiệp, nhất là doanh nhân nữ Việt Nam, nhằm tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các kỹ năng xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp và các nữ doanh nhân kinh doanh có tư duy chiến lược. Cuộc thi thu hút hơn 600 doanh nghiệp quan tâm tham gia học tập, trao đổi và được tư vấn hướng dẫn về cách lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp. Có 60 bài thi lọt vào vòng chung khảo. Các kế hoạch kinh doanh này đều do các nữ doanh nhân tự tìm hiểu, nghiên cứu và viết theo hướng dẫn và tư vấn của nhóm chuyên gia từ Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Thông qua cuộc thi, các nữ doanh nhân cũng tiếp cận với các phương pháp học tập trực tuyến và tư vấn từ xa, từng bước xây dựng thói quen tự tìm kiếm thông tin, nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu thực địa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nữ doanh nhân công ty cổ phần trang trí đơn giản Simple Decor, giải nhì cho nữ doanh nhân công ty cổ phần mật thốt nốt Panmania và giải ba cho nữ doanh nhân công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh dịch vụ du lịch Nguyễn Duy. Simple Decor là một doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thủ công được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên và nguyên liệu tái chế dành cho trang trí nội thất trong gia đình. Nhận thấy xu thế dành cho các sản phẩm thân thiện môi trường ngày một gia tăng trên thế giới, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, thì bên cạnh phát triển và mở rộng thị trường chính là châu Âu, chúng tôi muốn thâm nhập mạnh mẽ hơn vào thị trường Mỹ với mục tiêu đặt ra là cán mốc doanh thu 1 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2022. Trong vòng 5 năm tới, chúng tôi sẽ mở rộng thêm 2 nhà xưởng để tăng quy mô xuất khẩu từ 5 lên đến 20 container trên một tháng. Bằng việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và với đội ngũ nhân lực trẻ trung nhiệt huyết, chúng tôi tối đa hóa nhu cầu của khách hàng, hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm mới để giúp họ tạo ra lợi thế trong kinh doanh. Thông qua xây dựng hệ sinh thái bền vững, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn cho người dân ở nông thôn và bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống. Hãy cùng lan tỏa lối sống xanh trên toàn cầu cùng với Simple Decor. Không chỉ tăng về số lượng, nhiều doanh nhân nữ hiện nay đã đạt được những thành tựu lớn, được vinh danh nhiều danh hiệu cao quý và các giải thưởng quốc tế như Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, top 50 doanh nhân quyền lực nhất châu Á nhiều năm liên tiếp, nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu, nữ doanh nhân quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, Hàn Quốc. Đam mê kinh doanh được đánh giá là chìa khóa, giúp người làm kinh doanh nói chung và doanh nhân nữ nói riêng có được thành công. Theo đó, bên cạnh tạo ra cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nhân nữ phát triển, thì khơi dậy đam mê, khát vọng kinh doanh cho phụ nữ cũng nhằm gia tăng sức đóng góp của phụ nữ vào tăng trưởng kinh tế.